thân tín của thủ lĩnh IS. Baghdadi có chiến thuật lẩn trốn xuất sắc. Mohammed Ali Sayed, thành viên của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, từ năm 2015, đã bị các quan chức Iraq bắt giữ 2 tháng trước gần Baghdad. Sayed đã cung cấp thông tin quan trọng dẫn lực lượng Mỹ đến nơi ẩn náu của thủ lĩnh IS Abu Ba'an Baghdadi. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Arabiya của Saudi Arabia, Sayed, hiện bị giam giữ ở Iraq, mô tả chiến thuật lẩn trốn của Baghdadi là tuyệt vời và thủ lĩnh IS được bảo vệ rất chặt chẽ. Sayed cho biết nơi Baghdadi ẩn náu là hầm ngầm chứa đầy các tài liệu tôn giáo. Ông ấy ở trong một đường hầm dài 8 mét với chiều rộng từ mùng 5 tháng 6. Trong đó có một thư viện, sách về tôn giáo, kinh trang và nhiều tài liệu tương tự. Trong đó có nhiều đèn và nhiều đồ vật khác nhau nên ông ấy ẩn thân trong điều kiện tốt, Sayed nói. Hiện không rõ địa điểm Sayed miêu tả có phải là nơi trùm khủng bố Baghdadi bị phát hiện hôm 26 tháng 10 hay không, theo Mail Online. Chúng tôi không mong ông ấy chết. Ngay cả ông ấy cũng không nghĩ mình sẽ bị giết vì các biện pháp đảm bảo an ninh của chính mình, Sayed cho biết. Khi ngồi tù, Sayed đã tiết lộ thông tin về vợ của Baghdadi và người đưa thư làm việc cho trùm khủng bố. Các quan chức Iraq đã theo dõi hai người này và thu thông tin từ các nguồn trong 6 tháng. Thông tin Sayed cung cấp đã giúp lực lượng Mỹ tìm ra và đột kích vào nơi ẩn náu của thủ lĩnh IS Baghdadi trong đường hầm ở tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria. Tên trùm khủng bố đã tự kích nổ áo khoác bom khi bị đặc nhiệm Mỹ truy đuổi đến cùng đường.